Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 28 tháng 12, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang chịu tác động nhẹ của bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc nên thời tiết khá khô thoáng. Về đêm toàn tỉnh không mưa, tuy nhiên ở các khu vực ven biển có gió đông bắc mạnh cấp 3, cấp 4 khiến trời se lạnh. Ngày mai trời hanh nắng, cường độ nắng mạnh hơn so với những ngày qua, mức nhiệt cũng tăng nhẹ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Huyện Côn Đảo, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động có lúc động mạnh. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 29 tháng 12, cao nhất 382 cm, xuất hiện lúc 22 giờ, thấp nhất 165 cm, xuất hiện lúc 15 giờ 10 phút.